thì một cái thì mình cũng cần chung kê để dễ ăn được rồi. Tự nhiên bỏ vô là mấy chiếc bún liền. Bò quá quên hết tức bụng liền. Tức bụng hết rồi. Tạm hành đi ba đường. Quá vậy mà nói. Nói ra lại cười nữa. Không nói. Nói ra lại nhìn lại. Không nhớ lại không? Nhớ lại. Chắc chưa nhớ lại mình. Em nói anh nhớ lại. Chắc nào biết tiếp cận. Thằng thấy người yêu mà anh cứ nói bình thường có gì đâu mà hên á. Ngại hả? Không. Nó dính nhạc vô về phải cắt à? Không bình luận lần này mà tí nó không thua. Đẩy hết mà không. Biết rồi, đẩy được nhưng mà đẩy về thì mất tiếng giờ nói đâu tác dụng gì đâu. Về mua lại sao? Rảnh quá mày ngồi mấy chục phút mày bình luận. Rồi. Đẹp ơi. Lớn. Nhiều điểm mới chưa tiêu rồi.
đẹp ơi. Ờ móc. Móc ngay con luôn trời. Có bao nhiêu việc khó đâu bạn làm hết rồi. Tỷ số trận đấu đang là 7-0. Bây giờ cũng có cơ hội dứt điểm trận đấu này. Hai điểm. Chạy nha, miếng cháo vậy. Tỷ số đang là 9-0. Đến lắm. Chín rồi. Chín rồi. 11. Trời mưa. Ôi cha. Trời mưa sân trơn. Ai cha. Được chưa? Không được quấn. Bắn nốt ra đây. Còn có bi mà sợ gì. Trời ơi, cao quá. Cái này
Có khi nào ông tung vô banh cái ống ra nữa không? Ấy vậy đâu? Bo mà. Tay này bo mà, tay kia mới bắn. Đái nữa này. Bắn là luôn. Một điểm nữa là kết thúc trận đấu. Rồi. Rồi, kết thúc trận chung kết. Đội Phúc Hòa giành chiến thắng với tỷ số 11-1. Cảm ơn các bạn rất nhiều.